Còn cái chuyện quý vị hỏi là bây giờ mình hùng phước để nhờ người khác làm phước thì mình có được phước hay không á, thì sư nói là có nha, có phước, có phước, nhưng mà phước nó rất là ít, phước rất là ít. Bởi vì á, đó là thứ nhất á, là chúng ta thiếu những cái chi phần hướng thượng. Đó là gì? Tự tay làm nè, tự tay làm phước mà bố thí tận tay, rồi làm phước mà với cái mà đã không có mặt tại chỗ thì mình lại thiếu luôn những cái kia. Đó là làm phước mà có cái lòng hoan hỷ trong khi làm phước, trong khi làm đó, thì mình thiếu nhiều cái những cái trạng thái tâm lý hướng thượng lắm. Cho nên là cái phước khi chúng ta tạo như vậy á, nó hạn chế. Xin lấy ví dụ như bây giờ mình gom tiền rồi mình nhờ một người nào đó đi làm từ thiện giùm mình, thì cái chuyện họ đi họ gặp những con người như thế nào mình không biết, rồi họ gặp họ cho họ như người những người kia như thế nào mình cũng không biết, rồi những người kia cười vui cảm ơn như thế nào cũng không biết. Mình không có được cái trạng thái tâm lý khi mà mình đem cho, thì như vậy đó, cái phước của mình á có chứ không phải không có. Bởi vì tâm làm chủ các pháp, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo đấy. Nếu nói hay hành động với tâm ý thanh tịnh, an lạc liền theo sau như bóng không rời hình, chắc chắn là có phước. Nhưng mà cái phước của mình như vậy thì nó rất là ít, do mình không có trực tiếp làm đó. Cho nên á, là tự mình làm thì vẫn hơn. Mà dựa vào đâu sư nói là cái người làm phước á, được nhiều hơn là cái người nhờ? Đó là kinh Tệ Túc á, trong trường bộ. Không tin quý vị mở ra coi cái bài kinh Tệ Túc của trường bộ. Tức là đó, ông vua đó giao cái ngân khố cho cái anh ăn mày để mà ảnh bố thí dùm ha, để ảnh làm một cái cuộc đại thí. Anh ăn mày do cái đó là cái phước, do đó là cái ngân khố của ông vua, cho nên ảnh không có cái nhu cầu tiết kiệm tiền dùm ông vua. Ảnh bố thí xả láng, ảnh bố thí toàn là đồ ngon, đồ xịn, đồ thượng hạng. Và cuối cùng á, ông vua thì ổng tái sanh làm cái vị trời gọi là ông tiên cô đơn, tức là chỉ đủ phước tái sanh lên cái cõi trời tứ thiên vương, không có lâu đài, không có đền cát, không có quyến thuộc, không có tài sản, không có bất kỳ một cái gì hết, chỉ vừa đủ phước sanh lên làm trời thôi, hết rồi. Và ông trời bậc thấp nhất, cái cấp thấp nhất luôn á. Còn cái ăn mày đó thì ảnh tái sanh về cõi đâu cõi trời Đao Lợi, là cõi 33 đó, và có đủ đền đài lầu cát, rồi đương nhiên là quyền lực, rồi đầy đủ hết, phước đức rất là lớn. Thành ra sư đưa ra thêm một cái ví dụ nữa cho quý vị dễ hiểu nè, dễ hình dung nè. Quý vị đem hết tài sản để mà nhờ nhờ cái đứa nhờ một người đưa quý vị ra định cư ở nước ngoài, xin ví dụ như đi qua bên Mỹ định cư đi, mình đưa tiền cho nó để qua bên bển, rốt cuộc á mình với nó cùng qua được ở bên xứ Mỹ, cùng qua được Mỹ, mà mình qua bên đó đó do mình đưa hết tiền cho nó mà nó cho nên là mình làm homeless cũng được cái thẻ xanh, nhưng mà mình làm homeless có nghĩa là vô gia cư đó. Còn nó đó, nó cầm tiền của mình á, nó qua bên đó nó làm ăn mua bán, nó phát đạt rồi, nó làm đại gia, có khi là nó mở công ty, rồi bắt đầu là nó làm triệu phú, làm tỷ phú. Nhìn lại đó, nó lấy tiền của mình nhưng mà nó làm tỷ phú, làm triệu phú ở xứ Mỹ. Còn mình á, cũng đúng là nhờ mình đưa tiền cho nó cho nên mình mới qua được Mỹ, nhưng mà mình qua mình làm người vô gia cư. Quý vị thấy nó oan không? Tôi thấy nó hơi oan á, nó hơi oan á. Cho nên là làm phước thì cái kiểu hùng tiền á, thì phước thì là có nha, phước là có, nhưng cái phước nó rất là nhỏ. Còn cái phước mình tự làm thì cái phước nó lớn hơn rất là nhiều. Đấy.